tuôn hết Tết nè, ông Tư ông chùa lưng không có rồi sao? Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi ra vườn hái khế là mới khế. Khế à? Mới khế à. Chị đưa vô đây em tuôn cái này cái nè, hứng mặt sức là hứng. Mấy chùm này mới ngon. Mấy chùm dưới nó bị ấy rồi. Thế đại đi rồi đi nữa. Hôm nay nè. Trái nhỏ nhỏ làm mới ngon. Trái bự nước không à. Teo 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 teo. Ơi cái nhỏ quá rồi. Nhỏ quá rồi đừng hái. Cái nhỏ cũng cái gì vừa thôi. Nguyên chùm đã không? Ơi thấy vậy chứ hái hết cũng nhiều lắm chứ bộ Vinh. Còn trên ngọn cao kìa. Chùm chùm thấy vậy chứ nhiều quá. Vậy trên đó thì sao hái đất than hả? Em leo bắt than anh thối ông trời. Trời cho bẻ thì bẻ hay gì? Ừ. Con năm cho bẻ rồi bẻ thôi. Tư leo đi Tư. Ôi. Ôi mấy cây nó khô khô kìa. Rồi cái phần khế này mình sẽ bỏ vô ngăn đá nha. Để khoảng vài hôm, 2-3 ngày gì đó. Đây là cái trái trái khế tàu. Tính quên nữa rồi đó. Này bỏ ngăn đá, giờ nó thành cục nước đá rồi nha. Giờ mình giờ mình xả nước, ngâm nước cho nó mềm rồi xả dắt nó. Xả dắt rồi ướp đường hả chị? Rồi mứt. Ướp điện rồi. Rồi có đem phơi nắng không hay là ướp điện, ướp điện xong rồi đi sên, sên mới vớt ra phơi. Nướng vô nó mau mịn gì. Nó còn tóc kìa. Cơm nó không có mịn bằng bỏ đá, ăn đá rồi đâu. Ăn đá rồi nó mới mịn mà. Nếp mắt thì mẹ đâu rồi, mùa nếp cũng nếp. Ngồi. Lạnh lắm, để ngồi bớt lạnh đi nha. Dắt được hết nước này là bớt rồi. Từ nãy dắt mấy nước Tư? 4 nước. Bốn nước. Rồi nếu cái nước nó còn hơi chua nhẹ rồi chắc 1 ký mốt 50. 1 ký mốt. Nghĩ sao ký mốt? Chị trừ cái đó ra 300 gram mà. 300 gram yếu. Rồi ký 2. Ký 2 đây hỏi chị cần ký 2 dây chừng cái này bao nhiêu đường. Tính lộn rồi. Có 960 gram đường à, chưa được 1 ký. Chị làm 1 ký đường cũng được. Tại vì 1 ký là 800 gram. Thì thêm 200 gram nữa là 160 gram nữa là 960 gram. Đâu. Ừ. Đẹp gì mà đẹp. Ngựa ra em.
Vậy dạ. Ê đừng. Rồi. Đó mà. Liều lượng là 1 ký khế thì mình sẽ 800 g đường, cái này 1 ký 2 thì mình cho 1 ký đường. Khế. Ký 2 khế. Không, không chịu nữa trời. Nãy tính tính nhầm. Giờ tính nhẩm, tính lại. Rồi ít đây rồi cho. Cơm xong rồi làm. Làm này cũng đỡ, không có xào như kia. Này như bút chùm vậy hả? Giống như cô Sáu nói vậy. Bắt lên cho nó sôi đi làm cái gì đó đi. 80 vòng quay cái lại cũng khét mà. Không khét mà bỏ luôn. Bỏ gì bỏ, khét đâu bỏ. Có để miếng muối gì không ta? Chút xíu muối nha. Ăn thử con trái cho mọi người xem nha. Tí muối. Được chưa? Chút nữa. Rồi, tại vì nãy mình ngâm không có ngâm miếng muối. Mình sẽ bóc một trái nha. Một ngày nha. Ai có bầu đừng xem nha. Có chua đâu mà sợ. Chứ có đường vô rồi nó chua. Không có chua. Xả 4 năm nước rồi, 4 nước, 5 nước. Chị ăn thử rồi nó không có chua. Ừ, một ngay luôn á cả nhà. Trời. Chua dữ chưa? Không mở mắt ra được luôn, phải nhắm mắt á. Đố chị Tư ông Táo đi rồi ai nấu? Hay chứ không phải ông Vinh nấu à? Cái này mình chỉ chụm lửa liu riu thôi, cho nước đường nó thấm vô chiếc khế, lâu lâu thì mình chở cho nó đều. Nhiều trái nó bị nổi lên trên đó. Cho nước đường nó sắc xuống rồi nó hơi chuyển màu rồi mình vớt trái khế ra. Giờ mình sẽ nhắc ra. Nhắc xuống rồi bỏ luôn. Vậy là xong đó hả? Không phải làm. Theo vậy hả? Nhắc vô phơi. Nó bị bọt rồi nó còn chua. Chua dữ không? Ai biết. Chị ăn thử ai. Nhúng xuống cho nó sạch bọt. Ôi giời ơi. Mất gì Quyên? Cái vàng Quyên nước đường nhiễu vô trong người là phỏng á. Ăn chê dầu không? Cái này mình sẽ lấy ra mâm xong mình phơi. Phơi khoảng vài ngày.
bông này ngoài thấy người ta nó sẽ còn đâu thấy đi như vậy nhưng mà đó là sàn để đường nước ra vô ha. Bông hồng ghi nay đi vườn bông mua bông. Quá trời bông luôn. Vừa mát mà vừa đẹp nữa ha. Kìa em ông gà cao cao không kìa, chỗ anh Năm đứng kìa. Đó. Quá trời bông luôn. Có hướng dương nè. Của người ta hả? Mồng phải không? Vạn thọ nó tên ý nghĩa hơn. Đây nè. Có đất là mua được luôn đi. Bán bông rồi bán đất luôn hả? Tám chục một cặp, mua bốn, mua hai cặp. Anh Năm có chồng không hay là mười mấy chậu hả? Chồng là khoảng nói mấy mình chồng là anh bắt đầu chồng. Dạ. Mình chồng canh em cái canh ngay đúng đúng ngày nó mới ra đẹp. Màu cam nó thích màu cam hơn. Mua mão hết luôn đi chị Tư ơi. Rồi kêu tải chở đi. Cái này tôi nhỏ nó lớn rồi nè. Người có bút nè. Chị ơi sao chơi xứng để chậu cao chậu lùng. Chị phải hay, chị phải ghim chậu nó vô mới so được chứ. Chứ giờ ghim chậu kia đi rồi biết đường đâu so. Cam. Này hả? Dạ, lựa giùm em 4 chậu đi. 2 chậu thôi. Kệ em.
Nó có rễ luôn. Có rễ cái nào nhiều nhiều bông lấy bà nó đi. Nhìn như trái là luôn. Này cao ha. Đại. Lấy đại cái đó đi. Một chiếc xe chở 4 chậu. Lên đường. Này nó muốn gì vậy ta? Ừ. Dĩa heo, xương heo. Nấu canh hầm cho nó mềm rồi bỏ rau vô. Rau xà lách xôi. Đây không có hầm rau củ mà khách ăn rau. Ăn rau vô. Tới nãy chiên bánh tiếng chứ không tôi. Hả? Thôi. Nè em có mua xài sống không? Không, ăn với con dao rồi thôi. Nè ăn con cá hú. Ăn xong rồi hú hú. Ăn xong rồi lú luôn á chứ hú hú. Nay 24 Tết rồi mọi người ơi. Vắng lặng im điềm quá nha. Này ớt gia vị muối đường một ngọt nước mắm. Cái gì? Cái này là nước màu. Nhiều khi mình nói lộn mà mình không hay luôn. Ờ giờ sao kỳ với ta? Khi em nói lộn em cũng không hay. Hôm qua mình nói trái đu đủ sáu cho mà nó trái dưa hấu tỉnh bờ. Mình bữa nói bông gì mình đã nói, nghĩ trong bông đầu là lan. Bông rau lan nó giống bông rau muống rồi mà nó cuối cùng không có nói ra nói bông bông sống. Ừ. Ừ, bông sống nói sai một cái mà mình không để ý không hay luôn. Cái này không ăn chín mềm. Rồi xong cá đã chín. Cá này kho mau chín, cá hú thịt mềm xèo à. Cá hú này nó nhìn mần xong rồi nó giống như thịt con cá ba sa hoặc là cá cha thôi. Chị Sáu về, Sáu làm mứt cóc. Có một số bạn yêu cầu làm mứt cóc, năm nay không làm rồi. Với lại nhà có cóc, bữa không biết ai cho má hay gì đó. Rồi cái sẵn mua thêm về làm nữa. Chứ năm nay Sáu tính không làm mứt cóc rồi. Từ giả rồi. Tính quỷ kẹo
Ai ngờ đâu thì hắn cũng bị vướng vô cái nghiệp rồi. Chính đâu cho khỏi. Có hết không ta, là chừa lại nữa. Chừa lại đi, chịu phải bỏ. Phá em khoan rồi chừa cái đó rồi. Tại cái dưới có cải ra. Bỏ vô ăn hết, chịu cái nó gục gã nha. Rồi chụm nó xèo nhắc xuống nha. Nhiều. Hả? Chim hai. Ui, nãy giờ còn nóng. Mười hai giờ rồi. Ừ. Chuẩn bị ăn cơm trưa thôi, dọn cơm phụ Nguyên. Ô cha mẹ, cha đẩy mẹ. Lấy hết tất cả chén ra. Mâm trưa. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm cùng gia đình nha. Mời mời cô chú dùng cơm với gia đình của bé Huy nha. Với hai cái muỗng ăn canh. Nay 24 âm lịch rồi. 24 tối ăn thịt cá phải cá vậy nè. Mời quý cô chú anh chị thưởng thức bữa cơm cùng gia đình nha. Đâu còn lại coi bấm chưa? Chín bấm rồi mà con mới về gì này. Bấm chưa? Mày chín lại hồi nãy. Bấm nữa tiền. Đại diện được rồi. Tắt quen gì có mời mời ông nội bà nội cho quen á. Nguyên không mà ông ngoại bà ngoại hết trơn. Mà em bầu. Ai muốn tàu hủ pho cơm. Mời bà ngoại ăn cơm, mời mợ tư ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời bà cha mẹ ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cũng như mới làm rễ vậy. Vô ông gì vợ, bà gì vợ làm cái gì phải làm theo. Ừ. Vô cái ông người vợ rồi mới đốn cây tre. Thưa ba để con cái để thì đốn. Ông người vợ đốn cái khác. Thưa ba để con mà để viết còn cái thằng này xúc kỵ đốn đốn nó là để nó không chạy vô đánh bà con gái mà con gã gì mà cái gì nó cũng giành hết trơn. Nó chạy vô thấy ông người vợ đá đến mày vậy. Chạy vô đá cái. Nó có bình thường. Bình thường. Nghe còn biết không bình thường, thằng đó không bình thường. Có thần kinh nữa. Bởi vì nghe là cha mẹ dặn cái gì mận cái nấy. Thấy cái gì mận cái nấy, phải không? Mày có ghê mày ra này á, nó kia nó quét rồi. Cái sổng cái lưng á, nó khòm khòm xuống. Ở cái chổng mà giặt sao ra này nó làm thử thiệt. Nè cái công nhiễm chén hết tay cái công như mày đi. Bé Hằng ơi, còn bé Hằng lọt với mương này nè. Dặn có 6 dặn rồi. Ôm năm đang có bầu hay gì á hả? Mẹ nó mới thành công hài, mới có 20 ngày hả? Nó đứng nó chạy đầu ngay chỗ nhà tắm có cái gắn kiến phía ngoài đó. Đứng chạy đầu
mấy hận trong này đi ra, trong nhà đi ra, chạy té 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 té, dắt cái gãy đậu sơn của ba còn không? Còn. Nó dắt cái gãy mít, có cái gãy mít nổi ngay chỗ đó đó, dắt gãy mít nó nhào đầu xuống dưới hồ luôn. Thấy nó chạy ra nó phóng nó vớt lên liền. Nó đang đứng đó nó chạy đậu nghe nghe rồi rớt cái đùng rồi cái là chạy lại. Không có mấy năm là tiêu đời. Ừ. Phóng vớt lên liền. Mấy hân nghe. Ừ. Còn mấy con nít mà nhỏ xíu nhỏ hơn mấy gạo nữa. Má biết đi hả? Nó 2 tuổi rồi. Thì không được xuống nhà uống nước rồi. Lên cũng uống nước rồi đó. Lọt xuống là uống nước rồi. Mấy con lớn rồi mà. Từ chắc là biết con cứu già. Biết không? Cứu già là cái gì vậy? Cơm mà đặt. Cơm đặt. Vô cơm à. Đi làm ghế. Qua về vợ bà về vợ ăn cái gì á thì mình ăn cái nấy. Ồ mở bữa đó bắp rồi cũng như bắp gan bắp xào hổm vậy đó. Ăn về vợ đồ cái gấp lấy đũa gấp. Cái thằng rể cũng bắt chước nó gấp gấp ăn gì được bắp gấp có thằng hộp chặt ruột hoài. Đi gỡ quá chợ đó còn rồi cái cá không thấy cái này không thấy không được. Cắt cái con hổ đó nha. Ăn cho hết nha rồi. Cá mỡ vậy nè. Cá mỡ vậy nè, ăn ngon. Để nào ăn đó. Rồi em nhấp chén rồi. Mọi người đâu ăn luôn. Rồi ăn cái. Ăn luôn. Không quên. Rồi. Để gì vậy? Còn sống. Tôm còn bển không? Còn lấy ra. Chứ gì ba? Tôm á. Tôm múc phải hết rồi. Hết hả? Ừ. Tôm này mua nhiều nhiều quá. Không giờ hơi khô, luộc hơi khô. Trời nhai chắc con gãy gần. Không, hơi dẻo dẻo thôi. Mấy con hơi một nắp, dẻo ăn dai chang quá. Mình phơi ông khô mà đập đúng không nha. Em phơi á. Phơi á. Rồi mua cái lỗ ghẻ. Lỗ khơ lỗ vỏ nữa không? Dừng nó bám vô trong cái hạt. Mua 7-8 ký. Lỗ vỏ lỗ khơi á. Hơn 7 ký còn lại 1 ký. Không mua mày lột còn mày phơi á. Chứ đập á là phơi mà mày luộc phải cho nhót thịt. Đúng rồi. Nhưng lượm cái nắp lên nhìn nha. Ngon đi. Nồng không? Cái nằm miếng nó nồng. Không có nằm. Nó chắc, nít chắc, có ăn rồi. Không phải miếng nào cũng nồng. Quyền một vỏ đá, bốc đá, quýnh, ốc, bốc đá. Giờ cỡ gì cái nó nhỏ con nó lòn, lách ba nó lách. Rồi, dạ, giới cái vỏ không em. Kẹp cổ quăng qua, bà gieo gieo gieo. Nó đòi đi học võ dạy cho nó đứng tấn mới hai bữa một chạy luôn. Nó bài em đứng mua mua bài tấn đó. Rồi. Biết ăn vô dở hơn mẹ không? Vô chơi đạt rồi. Mà bỏ thêm miếng muối đúng không? Đạt thì ăn nhiều được. Mà quá đạt luôn. Quá đạt vậy. Mày vô mày vô chút muối nữa. Nhằm vô chút muối nữa nó ăn. Má ăn lạc rồi, má còn nói lạc nữa nè. Chấm nước mắm. Không, chiều hâm lại bỏ thêm muối vô. Ai nói lạc mặn thì phải gì ta cũng được hết trơn. Chứ là bà không nói tiếng nào luôn. Lạc là chấm mắm hả? Ờ, mà đâu có dừa à. Cây xài năm rồi trái nhóc năm nay giờ không có một cái bông luôn. Cái buồn chuối. Từ sáng ra cho gà ăn mới phát hiện là nó chín
chín xong rồi nó thối muốn hết luôn rồi, còn có hai nải. Do nó nằm ngay đây nó phức, phải đi lúc ra ngoài đây mới nhìn thấy được. Giờ mình sẽ đốn. Khi mà đốn có cây chuối con nó cản ngang vậy nè, mình cứ chặt ngang cũng được. Mai mốt nó lại mọc lên tiếp. Nó giống như là cây cỏ vậy. Có một số, mình đọc một số bài báo người ta nói là chuối là một cái loại cỏ khổng lồ. Nó đẻ con nó giống như là cỏ này. Đó là chuối, mình thấy nó đẻ con ra như vậy à, chứ mình chưa thấy là chuối trồng từ hột. Không biết là hột chuối mình gieo nó có lên hay không. Chưa thấy nó mọc cây cỏ thì nó mọc con như vậy, nhưng mà nó có hạt cỏ thì nó bay, hoặc là chim ăn thì nó bay ra chỗ khác được, còn cây chuối mình không biết. Không biết là hột nó có trồng lên được không, tại vì số chuối sim mình ăn nó cũng có một hai hột, đôi lúc nó có hột nhưng mà ít khi nào mà nó lại có hột. Còn chuối hột thì nó có hột mình không nói. Rồi. Giờ chặt lén khúc. Cho cá ăn chuối. Tại vì mấy tàu lá chuối nó sụ xuống nó che. Nó sụ 3-4 tàu nó che bít lại đó. Bởi đi tới chuồng gà dòm lên mới thấy. Đứng cái đằng đây dòm lại đâu có thấy. Cái buồn hôm qua ép luôn nãy này.